mà ai để ý nhạc của KSM á, chả bao giờ thấy tên của vocal cả. Và KSM muốn cho mọi người thấy rõ được là cái vai trò của một cái người nhà sản xuất âm nhạc. Đó là câu hỏi của một bạn khán giả, nhưng mà câu hỏi của Huy ngay lúc này Huy muốn hỏi nè, đó chính là tại sao lại có sự xuất hiện của những vocal vô danh mà không được nghe mọi người giới thiệu rõ ràng hơn, cụ thể hơn từ phía những người sản xuất như là KICM? Tại ở đây nó có câu chuyện cụ thể gì không? Tại vì Huy có nghe thì có thấy là tại sao không thấy được cái tên hay là biết được người đó là ai? Vậy thì như thế nào? Nó có rất nhiều khi cả xung quanh đó. Thứ nhất là nếu mà ai để ý nhạc của KSM á, thì từ trước giờ có những ca khúc ví dụ như vocal của nữ và vocal tiếng Anh đi chẳng hạn, thì cũng chả bao giờ thấy tên của vocal cả. Và đó là cái định hướng của KSM ở trong cái âm nhạc của mình, và KSM muốn cho mọi người thấy rõ được là cái vấn đề vai trò của một cái người nhà sản xuất âm nhạc và vai trò của một cái bản nhạc nó như thế nào. Và đó cũng là cái định hướng của KSM trong thời gian sắp tới. Có nghĩa là KSM muốn cái vai trò của nhà sản xuất âm nhạc được mọi người chú ý tới. Như vậy là các bạn khán giả đã hiểu được lý do tại sao chúng ta có những cái câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Các bạn ấy có rất là nhiều những cái sự quan tâm gửi về cho chương trình. Huy thấy là các bạn ấy là xong kết hợp với những cái nghệ sĩ, những cái ca sĩ, rồi tại sao lại có những cái vocal vô danh như vậy, thì các bạn cũng đã nghe được chia sẻ rõ ràng hơn từ KCM. Tại vì cũng có những bạn hỏi rằng là cứ nghĩ rằng là KCM có hát trong đó thì không biết có hay không. Các bạn nghe rồi, bạn ấy tập trung vào cái việc sản xuất để cho ra mắt những cái sản phẩm rất chất lượng. Có một bạn khán giả hỏi rằng là trước đây thì KCM cũng có sự song hành hợp tác cùng với một vài những cái bạn ca sĩ trẻ của công ty, nhưng mà tại sao lần này thì lại không thấy như vậy, thì không biết rằng là có câu chuyện gì cụ thể ở đây hay không hay như thế nào. Thực ra thì tất cả những ca khúc gần đây của KCM thì đều ra mắt trong cái khuôn khổ của album Tour 20, cho nên là đó là có thể gọi là solo của KCM. Và trong thời gian sắp tới thì KCM sẽ có thiên hướng là hợp tác với lại các anh chị nghệ sĩ nhiều hơn. Bởi vì KCM cũng muốn tạo ra có nhiều màu sắc đa dạng hơn nữa, đặc biệt hơn nữa. Còn các bạn talent của KCM thì hiện tại, trong thời điểm hiện tại, chia ra làm hai lứa. Các bạn ở đời đầu á, gọi là K1, thì hiện tại là các bạn đã đủ có thể tự tin để có thể đi solo một mình rồi. Thì trong thời gian sắp tới, KCM sẽ cho ra mắt những cái sản phẩm riêng của các bạn khoa K1. Còn đối với những bạn khoa K2 thì trong thời gian vẫn còn đang là thực tập sinh, và KCM sẽ còn phải đào tạo rất nhiều thứ cho các bạn, từ thanh nhạc cho đến là luyện tập hình ảnh, rồi cách giao tiếp, cũng như là cái phong cách trình diễn trên sân khấu như thế nào đó. Thì cho đến khi một mức gọi là đạt chuẩn rồi thì mới bắt đầu debut các bạn và đưa các bạn ra ngoài để cho tiếp cận với tất cả các khán giả. Rồi, các bạn khán giả yên tâm nha, từ từ rồi cũng sẽ được thấy những tân binh mới của nhà KICM gửi đến tất cả các bạn. Bây giờ thì mọi thứ phải được chuẩn bị một cách chu đáo và chỉnh chu nhất.